bạn đang nghe truyện từ kênh Tiên Hiệp Audio, xin hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận thông báo tập tiếp theo, cũng như là động lực để mình tiếp tục ra video đều hơn. Xin cảm ơn. Thần Sủng Tiến Hóa, tập 122 A Xuẩn, tên ngu Xuẩn này Đại tử phẫn nộ nói Vèo Lưu Quang lặng lẽ xuất hiện ở trên vai đại tử, trong đôi mắt nhỏ đầy vẻ chân thành, đại tử, chúng ta cùng đuổi theo A Xuẩn đi đại tử miếng miệng ta mới không có ấu trĩ như thế sau khi ta một tuổi đã không chơi mèo đuổi chuột với cao bằng rồi khóe mắt cao bằng đầy vạch đen từ trước tới nay ta chưa từng chơi với ngươi đều là bản thân ngươi không biết đi nấp ở đâu đợi đến khi giờ cơm mới từ đâu chạy đến ta cũng mặc kệ ngươi đã từng chơi với ta rồi đại tử hừ một tiếng lưu quan gãi đầu sao gần đây đại tử luôn có dáng vẻ kỳ lạ vậy thôi đi không quan tâm nữa. Lưu Quang tiếp tục đuổi theo A Xuẩn. Cao Bằng thấy ngực tê rần, cúi đầu nhìn liền thấy ấn ký rất sống động đột nhiên hiện trên ngực của mình, phía trên lóe ra ánh sáng màu đen yếu ớt. Ánh sáng màu đen này rất đậm, chấp hiện vẻ u ám. Ngực Cao Bằng tê rần. Đây là, chủ nhân, ngươi cũng cảm nhận được sao? Tịch sư nâng mí mắt lên. Bàn đại hải duỗi gân cốt, Cao Bằng, chúng ta bị gọi về rồi. Loại cảm giác này thật sự khó chịu. Bàn đại hải nói với vẻ ngã ngớn. Trong thế giới nguyên tố lôi tràn đầy sương mù màu đen vô tận, một khí tức hung lệ đang phóng thích ra ngoài. Trống. Tiếng gầm hoặc trầm thấp hoặc to rõ vang vọng trong thế giới nguyên tố lôi. Hai con quái vật đang đánh nhau ở trước thông đạo không gian, chắn ngang lối vào. Nhường đường một chút. Một giọng nói khe khẽ vang lên. Cao bằng mỉm cười tùy ý ngồi ở trên đỉnh đầu bàn đại hải, khiếp mắt nói với hai con quái vật đang đánh nhau. Bàn đại hải vừa bước tới, hơi lạnh khủng khiếp đã cuốn ra khắp không gian. Tất cả quái vật gần đó giống như rơi vào hàng uyên, cơ thể dường như bị đông cứng lại. Tiếng thú rống biến mất, lập tức trở nên rất yên tĩnh. Tất cả quái vật đều run rẩy nằm rạp trên mặt đất nhìn chằm chằm vào cao bằng. Loại cảm giác này đúng là rất tốt khóe môi cao bằng nhếch lên, tay trái vỗ nhẹ vào đầu của bàn đại hải. Đừng dọa những người bạn nhỏ này. Bàn đại hải thản nhiên nhìn lướt qua xung quanh, khóe miệng không tự chủ được tách ra, vô số răng lợi lộ ra khiến người ta phải khiếp sợ. Các bạn nhỏ tránh ra, nếu không thúc thúc sẽ muốn ăn cơm đấy. Bàn đại hải cười đầy vẻ đáng sợ, giọng nói chói tai như tiếng rít của ma quỷ. Giống như một đại ma vương đột nhiên hạ xuống, nó đi qua nơi nào thì những quái vật kia đều khủng hoảng tránh ra. Lại có một con tới. Sâu bên trong không gian, một đám tồn tại cường đại tập trung lại một chỗ nhìn về phía bàn đại hải. Rất kiêu ngạo. Thực lực cũng rất mạnh. ầm ầm ầm. Phía xa mơ hồ truyền đến thủy triều in tai nhức óc. Sóng nước màu xanh lam vô tận che trời lấp đất cuốn tới, giữa sóng lớn là một vương tọa được nguyên tố thủy nâng lên. Trên vương tọa có một con cự thú hung ác ngồi ngay ngắn, trên đỉnh đầu có một cái miệng khổng lồ mở ra giống như ác mộng. Tất cả kẻ yếu cút ngay. Bàn đại hải kiêu ngạo hống hách nói. Nghe bàn đại hải lớn lối như vậy, vẻ mặt những thần linh kia giống như bị táo bón, tức giận mà không dám phát ra. Đánh thắng được thì bọn họ chắc chắn đã đánh rồi, nhưng vấn đề là đánh không nổi. Cao bằng nhìn thấy rất rõ ràng chúng chỉ là một đám sơ vị, trung vị thần mà thôi, không có nổi một cao vị thần nhưng cao bằng nhìn thấy phía sau những quái vật này có vòng xoáy màu tím đang xoay tròn chắc hẳn những cao vị thần kia đã bước qua vòng xoáy này lúc này đám người kia mới nhìn thấy cao bằng ngồi ở trên đỉnh đầu bàn đại hải quá trẻ tuổi đây là ấn tượng đầu tiên của rất nhiều người sau khi nhìn thấy cao bằng bởi vì có thể thông qua một ít thủ đoạn để kéo dài tuổi thọ cũng có thể giữ lại tuổi xuân nhưng khí chất xuất phát từ trong xương cốt lại không thể nào giả vờ được trong những thần linh này còn có số ít cường giả linh tộc những kẻ đầu hàng chung kết chi nguyên cũng có kẻ mang tâm lý đánh cược thà làm đầu gà không làm đuôi phượng đương nhiên đầu gà ở đây là chỉ bao gồm những ngự sử bọn họ thôi bọn họ không hề tính đến những thần thú và quái vật kia nhưng một ngự sử cao vị thần đột nhiên xuất hiện là chuyện quỷ gì vậy vì sao từ trước tới nay bọn họ chưa từng nghe nói qua những ngự sử linh tộc cười gượng nhìn theo cao bằng ngồi ở trên đỉnh đầu bàn đại hải đi qua rồi bước vào bên trong vòng xoáy thông đạo vòng xoáy ở đó nhưng dưới tình huống không được cho phép không có bất kỳ một người nào dám cả gan tự ý bước vào bên trong chỉ có tồn tại từ cao vị thần trở lên mới có tư cách bước vào thế giới phía sau vòng xoáy sau khi bước vào vòng xoáy tổng cộng có 13 đôi mắt bắn tới. Sau khi cảm giác được trên người cao bằng và bàn đại hải có khí chung kết, bọn họ mới thu hồi ánh mắt. Nói cách khác, có 13 tồn tại thấp nhất cũng là cao vị thần. Trong đó, dễ thấy nhất chính là ba tôn thần phía trên. Bên trái là một con diệt thế thanh dương, bên phải là một con lôi hoàng đế vương lộc, ngay chính giữa lại là một con nghịch huyết thương phượng. Ngoại trừ ba con này là chủ thần, còn lại đều là cao vị thần cũng không biết triệu tập chúng ta đến làm gì nữa cao bằng cảm thấy nhất cả trứng căn cứ vào sự tiếp xúc trong khoảng thời gian này hắn phát hiện chung kết chi nguyên chắc hẳn là không có não cũng chính là không có chỉ số thông minh nó chỉ có bản năng là một thể hiện hóa của pháp tắc giống như thiên đạo vậy diệt thế thanh dương rất thành kính quỳ trên mặt đất ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên chung kết chi nguyên chịu đựng một lúc lâu diệt thế thanh dương mới nói thế giới hủy diệt là chuyện không thể ngăn cản đây là xu thế chung không thể xoay chuyển được tất cả những tồn tại muốn xoay chuyển nó đều sẽ bị dòng nước vận mệnh xé nát cao bằng lại thấy nhất cả trứng nghe thế nào cũng giống như thần cung vậy vạn vật đều có vận mệnh chung kết chúng ta đi theo vận mệnh chứng kiến vận mệnh diệt thế thanh dương chậm rãi nói từ ngọn nguồn vĩ đại ta biết được người dám nghịch mệnh chúng ta cần phải đi ngăn cản bọn chúng khi ngọn nguồn vĩ đại hủy diệt thế giới chúng ta sẽ đi theo siêu thoát nó đang nói gì vậy cao bằng nheo mắt lại nghe ý của nó chính là có người muốn liên minh lại đối phó với chung kết chi nguyên cần chúng ta đi ngăn cản những người này sao nhưng chúng ta chỉ có ít người như vậy căn bản không đủ chẳng qua là đi tới cho người ta thịt thôi chỉ là trong bốn thánh thú loại bỏ huyền vũ vẫn còn có ba con thanh long bạch hổ chu tước đây là ba cấp chủ thần, càng chưa nói tới trong các tộc đàn thần thú khác có khả năng cũng có lão quái vật đang ẩn nấp và những tồn tại đáng sợ trong Thập Thiên Cửu Địa. Nếu như lạc quan một chút, dù 10 ngón tay của mình cộng lại cũng không đủ. Vừa nghĩ như vậy là biết, theo chung kết chi nguyên thật sự không có tiền đồ. Chúng ta đi ngăn cản đám người Cửu Thiên Thập Địa sao? Với chút thực lực của chúng ta mà đi thì chính là chịu chết thôi. Nghịch huyết Thương Phượng thản nhiên nói, hơn nữa, nghe nói bên vị diện hải cũng có cường giả gia nhập. Chúng ta không cần trực tiếp ra tay. Diệt Thế Thanh Dương mở mắt, đồng tử vốn có màu trắng thuần đã khôi phục thành màu xanh, chúng ta chỉ cần tiến hành đánh lén trước khi bọn họ hoàn thành một chuyện là được rồi. Rốt cuộc phải hoàn thành chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng ra đi. Lão ngưu ta không thông minh như các ngươi. Một cao vị thần hình dáng như trâu nói những cường giả liên hợp lại nhất định sẽ đánh lén chung kết chi nguyên lúc này là thời điểm nội bộ của bọn họ không người diệt thế thanh dương thản nhiên nói cho nên chúng ta sẽ đi tiêu diệt đại bản doanh của bọn họ ý kiến hay như vậy bọn họ không thể không trở về canh phòng cao vị thần loại trâu lên tiếng không phải mục đích này diệt thế thanh dương có chút buồn bực có phải chúng ta không nhắm vào đại bản doanh mà hủy diệt thế giới của bọn họ đúng không thế giới bị hủy diệt càng nhiều, lực lượng của chung kết chi nguyên lại càng lớn mạnh, như vậy sự liên hợp của bọn họ sẽ tự sụp đổ, hơn nữa còn chặt đứt đường lui của bọn họ. Cao Bằng bình tĩnh nói. Ồ! Diệt thế thanh dương liếc nhìn Cao Bằng một chút, không ngờ người này có thể đoán đúng. Đây là một trận pháp cần chủ thần làm mắt trận, cao vị thần làm nền tảng, kết hợp với sự trợ giúp của sơ vị thần và trung vị thần sau khi trận pháp bố trí xong là có thể làm cho thế giới tan vỡ. Diệt Thế Thanh Dương tự tin nói. Chúng ta cần phải chia làm ba nhóm. Hai nhóm đi cửu thiên thập địa, một nhóm cuối cùng đi vị diện hải. Diệt Thế Thanh Dương nói. Trong lòng cao bằng cảm thấy lo lắng. Bây giờ đại bản doanh của nhân tộc lại ở vị diện hải. Nói lời thật lòng, bằng không có mấy tình cảm với cửu thiên thập địa, phá hủy thì phá hủy. Nhưng mà Vị Diện Hải chính là đại bản doanh của nhân tộc bây giờ, người thân và bạn bè của mình đều đang ở Vị Diện Hải. Làm sao có thể để cho nó bị phá hủy được? Cửu Thiên Thập Địa chia ra làm hai giới Cửu Thiên và Thập Địa, cho nên cần phải có hai nhóm đồng thời tiến hành. Về phần Vị Diện Hải là do rất nhiều tiểu thế giới tạo thành, có thể hủy diệt được bao nhiêu thì hủy diệt. Ta và Lam Lộc dẫn đội đi Cửu Thiên Thập Địa, còn Thương Phượng ngươi dẫn đội đi Vị Diện Hải diệt thế thanh dương nói với nghịch huyết thương phượng nghịch huyết thương phượng giống như lão thần tự tại khẽ gật đầu nó không để ý tới những quyết định này đúng rồi ngươi là linh tộc sao diệt thế thanh dương đột nhiên nhìn về phía cao bằng linh tộc không phải ta là nhân tộc cao bằng giải thích oh ô hát, ô hát, đều giống nhau dù sao dáng vẻ của các ngươi cũng không khác nhau lắm ta nhớ các ngươi ở cửu thiên thập địa. Để tránh nghi ngờ, ngươi hãy đi cùng nghịch huyết thương phượng tới vị diện hải. Diệt thế thanh dương nói với giọng điệu không cho người khác được nghi ngờ. Đồng thời nó nhìn chầm chầm vào cao bằng, nếu như trên mặt cao bằng có vẻ gì không đúng, nó sẽ lập tức ra tay. Cao bằng cảm thấy không hiểu nổi. Nhân tộc và linh tộc ở chung tại cửu thiên thập địa là chuyện một vạn năm trước, quan niệm thời gian của ngài quá mạnh mẽ rồi. Nhưng điều này cũng hợp ý ta, Cao Bằng gật đầu xem như đồng ý, chúng ta sẽ xuất phát vào lúc nào. Nghịch huyết thương phượng hỏi. Nhanh thôi. Chờ sau khi bọn họ đến, chúng ta sẽ xuất phát. Diệt thế thanh dương đáp lại. ầm ầm. Ti chớp cắt qua bầu trời đêm, từ nơi xa xôi đánh xuống. Trên bầu trời bị bổ ra từng lỗ thủng, rất nhiều khí tức khủng khiếp từ phía xa hạ xuống. Chính là lúc này chúng ta không nên đánh với bọn họ. Diệt thế thanh dương đốc thúc. Tên quái vật, nghịch huyết thương phượng đẳng cấp quái vật, chủ thần pháp tắc trưởng khống, pháp tắc phượng diễm 67%, pháp tắc vũ hợp 71%, pháp tắc thiêu đốt 56% phẩm chất quái vật, phẩm chất vĩnh hằng đặc tính quái vật. Rời khỏi không gian nguyên tố lôi, cao bằng thông qua huyết khế lặng lẽ gọi A ngốc. Có thể bởi vì khoảng cách quá xa, A ngốc vẫn không trả lời lại. Bọn họ trực tiếp đi qua hàng rào thế giới bao quanh để bước vào hư không hỗn độn, từ trong hư không hỗn độn nhìn lại thì tựa như dây leo mọc ở trong hỗn độn vậy. Trong hư không thỉnh thoảng có một vài hư không cự thú giống như cá mập ngửi được mùi máu tiến tới gần. Ý niệm của Nghịch Huyết Thương Phượng thoáng động liền có vô số ngọn lửa xuất hiện ở trong hư không, sau đó chúng bám vào trên thân của hư không cự thú, lập tức thiêu đốt chúng thành tro bụi những con hư không cự thú phía xa còn chưa kịp tới gần liền vẫy đuôi thay đổi phương hướng bay đi nhìn như chậm nhưng thật ra rất nhanh hai cái lợi trảo của nghịch huyết thương phượng nhẹ nhàng vạch một cái hàng rào thế giới phía trước đã bị xé ra một khe hẹp bọn họ theo cái khe này tiến vào trong lúc này a ngốc mới trả lời chủ nhân không xong rồi ta nghe nói đám người lão sư ta liên kết với một nhóm tồn tại cường đại đi thảo phạt chung kết chi nguyên Giọng điệu A Ngốc có chút gấp gáp. Ta biết rồi." Cao Bằng bất đắc dĩ nói. "Ngài biết sao?" từ ngươi nghe ta nói đây. Bây giờ ngươi có thể liên hệ được bao nhiêu cường giả của thần hệ vong linh?" Cao Bằng nói với A Ngốc. Sau đó Cao Bằng lời ít mà ý nhiều nói kế hoạch của đám người Diệt Thế Thanh Dương cho A Ngốc biết. "Lão sư của ta đã xuất phát" thần hệ vong linh ngoại trừ lão sư ta ra thì chỉ có hai cao vị thần a ngốc vội vàng nói dẫn bọn họ đến có thể tăng thêm một phần lực lượng cũng tốt ngoài ra không cần nói cho những người khác biết đúng rồi ngươi đi tìm ao lu xem ao lu có ở nhà không cao bằng nghĩ đến một người bạn đáng tin trong đội ao lu chắc cũng ở trình độ chủ thần nhưng không biết thực lực cụ thể thế nào chúng ta xây dựng trận pháp ở thế giới này nghịch huyết thương phượng thản nhiên nói trong lòng cao bằng bỗng hồi hộp không chọn một nơi phong thủy bảo địa tốt sao tùy tiện tìm một chỗ bố trí trận pháp có vội vàng quá không cao bằng trầm ngâm nói ngươi chất vấn ta sao nghịch huyết thương phượng liếc nhìn cao bằng cao bằng cúi đầu không dám vậy ngươi nói làm sao tìm được chỗ tốt đây mặt cao bằng không đổi sắc nói chẳng qua ta cảm thấy nên tìm một thế giới ở sâu bên trong một chút nếu như tùy tiện tìm một tiểu thế giới ở sát ngoài để bố trí trận pháp, như vậy sẽ không thể nào đạt được mức độ phá hủy lớn nhất. Hình như cũng có lý, vậy ngươi dẫn đường đi. Nghịch huyết thương phượng nhìn chầm chầm vào cao bằng với vẻ nghiền ngẫm. Cao bằng cảm thấy da đầu tê dại. Nghịch huyết thương phượng hình như đã để mắt tới mình rồi. Không chỉ là nghịch huyết thương phượng, ánh mắt ba cao vị thần khác nhìn về phía cao bằng cũng không tốt. Cao Bằng dẫn theo bọn họ đi vào sâu hơn. Chủ nhân, Ao Lu đang ở nhà. A Ngốc truyền đến một tin tức tốt. Dẫn Ao Lu qua, có lẽ ta không kéo dài được bao lâu đâu. Điện Hạ, ngài không thể rời đi được. Hai tin cự nhân bảo vệ ở cửa lớn của cung điện đều nhìn A Ngốc với ánh mắt không tốt. Chính là người này tới, sau đó Điện Hạ mới muốn đi ra ngoài. Các ngươi tránh ra cho ta. Ao Lu ngồi trên vai của A Ngốc, hai cánh tay khoanh trước ngực. Tinh cự nhân do dự nói, điện hạ. Nắm đấm của ao Lu lóe lên, hai tinh cự nhân bị đập ngất. Đợi đến sau khi ao Lu và a ngốc đi xa, mí mắt của hai tinh cự nhân mới nâng lên, len lén liếc nhìn nhau sau đó lặng lẽ ngồi xuống. Ngăn cản thì không ngăn cản được, bọn họ cũng chỉ có thể giả vờ ngất. Đã đi ba ngày rồi, ngươi kéo dài thời gian đủ chưa? Nghịch huyết thương phượng nghiền ngẫm nói cao bằng không thấy quá bất ngờ trừ khi người khác là kẻ ngu bằng không lâu như vậy nhất định có thể nhìn ra manh mối đại nhân ngài đang nói gì vậy ta còn đang tìm chỗ mà cao bằng nghi ngờ nói ha 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 ta chờ ngươi ba ngày chính là muốn xem ngươi có thể gọi được viện binh gì tới nhưng bây giờ ta không muốn đợi nữa cho nên ngươi đi chết đi đại nhân thật sự muốn hạ sát thủ sao cao bằng trầm giọng nói các ngươi trơ mắt nhìn nó ra tay sao nếu nó có thể giết ta vậy thì cũng có thể giết chết các ngươi cao bằng nói với các cao vị thần khác ngươi khít bắt ly dáng cũng không có ích lợi gì đâu nghịch huyết thương phượng cười nhạo chủ nhân phía sau có một đạo ánh sáng bay tới ao lu nắm lấy vai của a ngốc rồi hạ xuống bên cạnh cao bằng chính là người này sao ao lu nhảy đến trên đỉnh đầu đại tử từ trên cao nhìn xuống quan sát nghịch huyết thương phượng không ngờ thật sự để ngươi gọi ra một con cá lớn lại còn có chủ thần không động lòng tham gia bao vây tiêu diệt chung kết chi nguyên sao vẻ tươi cười của nghịch huyết thương phượng càng thêm kỳ lạ chẳng lẽ còn có gì mà ta không nghĩ tới sao cao bằng mơ hồ cảm thấy không ổn quả nhiên trong chúng ta xuất hiện một tên phản bội phần bụng của một tên cao vị thần ma đại quỷ thụ nứt ra Diệt thế thanh dương và lôi hoàng đế vương lộc từ bên trong nhảy ra. Thu hoạch không tệ, không ngờ lại còn có một chủ thần. Lôi hoàng đế vương lộc cười như không cười, bằng không, nếu để cho tên nhảy con này trưởng thành lên sẽ thật sự phiền phức. Cao bằng chợt biến sắc, trong lòng dâng lên một cảm giác sai lầm. Má nó, ba chủ thần gài bẫy một mình ta sao? Bây giờ chung kết chi nguyên đang bị bao vây tấn công, các ngươi không đi hỗ trợ à? cả mặt cao bằng khó coi. Không cần vội, tốt nhất là bọn chúng cùng chết hết đi. Diệt Thế Thanh Dương cười ha ha. Trước khi hưởng thụ thành quả, chúng ta vẫn phải giải quyết nhân tố không an phận bên trong đã. Hai cao vị thần mấy ngày hôm trước đã bị ngươi giết đúng không? Diệt Thế Thanh Dương cười thâm hiểm nói. Lúc đó ta đã cảm giác trong lòng ngươi có ý định gây rối, quả nhiên là một kẻ có xương cốt phản nghịch. Phù cao bằng thở dài một hơi ao lu xin lỗi đã liên lụy tới ngươi ao lu khoanh hai tay trước ngực không nói gì từ phía sau hai vai tách ra hai chùm sáng màu vàng chùm sáng mở rộng ra thành một đôi cánh bóng loáng như kim loại cao bằng cắn răng giờ cũng chỉ có thể liều mạng thôi hắn triệu hồi ra tiểu hoàng long nghĩ và bàn đại hải lại thu đại tử vào trong không gian ngự thú bốn con ngự thú lên trận đồng thời phát ra ánh sáng lóa mắt, bốn ngự thú hợp thể. Từ sau khi đột phá cấp thần linh trở lên, vi năng của ngự sử mới thể hiện rõ ràng. Khi nắm giữ ngự thú sơ vị thần, Cao Bằng đã có thể đồng thời hợp thế với hai con ngự thú, khi nắm giữ ngự thú trung vị thần lại có thể đồng thời hợp thể cùng ba con ngự thú. Cứ như vậy, trước mắt việc đồng thời hợp thể cùng bốn con ngự thú đã là mức cao nhất mà Cao Bằng có thể làm được. Ở trong cao vị thần, cao bằng chắc hẳn không có địch thủ. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn đối mặt với đối thủ ở cấp chủ thần. Lần này hợp thể lấy Tiểu Hoàng làm chủ thể. Bởi vì trong bốn con ngự thú, đặc tính của Tiểu Hoàng là mạnh nhất, cũng là hy vọng duy nhất để cao bằng lật bàn trong trận chiến đấu này. Cao bằng, ngươi quả nhiên vẫn lựa chọn ta là mạnh nhất." Tiểu Hoàng vênh váo đắc ý nói. "Đầu hói chết tiếc, ngươi có gì tốt mà đắc ý chứ?" bàn đại hải trừng mắt xem thường. Ồ! Lực lượng này! Nếu như lực lượng của đại tử lúc trước để cho bọn họ kinh thường, vậy bây giờ sau khi hợp thể, tiểu hoàng lại khiến cho bọn họ không thể không coi trọng. Pháp tắc tử vong, pháp tắc thôn vệ, pháp tắc linh hồn, pháp tắc tai ách, pháp tắc kim cương, pháp tắc vạn tượng. Pháp tắc vạn tượng chuyển đổi thành tử vong, hai tầng pháp tắc tử vong chồng chất lên nhau. Tuy pháp tắc chồng chất không phải đơn giản như một một hai, nhưng từ một phương diện khác thì hai tầng lực lượng pháp tắc tử vong đã có thể bước vào cánh cửa của chủ thần. Đại hoàng giơ đầu ngón tay lên bắn ra một chùm tia sáng. Một cao vị thần trực tiếp bị đánh trúng ngực. Linh hồn trong cơ thể thối nát, một làn khói mờ nhạt bay ra khỏi thất khiếu. Pháp tắc tử vong dẫn tới cái chết. Con người của Diệt Thế Thanh Dương hơi co lại không ngờ cảnh giới pháp tắc tử vong của người này lại không thấp, thậm chí còn có thể tạo được uy hiếp đối với nó. Một đạo diệt thế thanh lôi bổ ra, sấm sét màu xanh liên hoàng hóa thành vòng tròn từ trên cao hạ xuống. ầm ầm ầm. Ao lưu vung quyền định giúp nhưng bị lôi hoàng đế vương lộc ngăn cản. Cao bằng vung hai tay lên, một mặt khiên hình tròn do lực thôn vệ ngưng tụ thành đã hiện lên bảo vệ trước người. Diệt thế thanh lôi đánh trúng tấm khiên hình tròn do lực thôn vệ ngưng tụ thành, sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong. Tuy lực thôn vệ có thể thôn vệ tất cả công kích có hình thái nguyên tố, nhưng cũng có giới hạn cao nhất. Chỉ cần vượt qua giới hạn cao nhất, cho dù là lực thôn vệ cũng không phải là vạn năng. ầm, uhm. Tấm khiên thôn vệ nổ tung, còn lại chưa tới một phần diệt thế thanh lôi bổ vào ngực của tiểu hoàng. Vào lúc cuối cùng, thần cách vạn tượng chuyển hóa thành thần cách kim cương, tăng gấp đôi thần cách kim cương bảo vệ phần ngực. A a a a. Cao bằng hợp thể cùng tiểu hoàng nên có chung cảm giác với nó. Hắn cúi đầu nhìn máu thịt nát bét trên ngực, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy xương sườn bên trong. Cao bằng thở dài một hơi. Dưới điều kiện có gấp đôi pháp tắc kim cương và tính kháng nguyên tố của bản thân tiểu hoàng mà còn bị đánh thành như vậy, lực tấn công của diệt thế thanh lôi này quả nhiên rất khủng khiếp. Thật ra, nếu như có thể đột phá đến chủ thần sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Nếu Cao Bằng lựa chọn A Xuẩn nắm giữ thần cách không gian thì tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Nhưng đáng tiếc thời gian không đợi người. Giống như không phải tất cả bốt phản diện đều chờ nhân vật chính chuẩn bị đầy đủ mới tới khiêu chiến. Tiểu Hoàng có ba cái bị động, pháp tắc vạn tượng của Long Nghĩ, pháp tắc tử vong và pháp tắc linh hồn của A Ngốc, pháp tắc thôn vệ của bàn đại hải, dưới tình huống trước mắt thì đây là lựa chọn tối ưu nhất tinh thần vạn tượng thiên la ao lu xuyết chặt hai nắm tay phát ra thần quang chói mắt ầm 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 thần quang nối liền trời đất ngoại trừ khu vực của cao bằng thì tất cả đều bị thần quang bao phủ trong nháy mắt các cao vị thần còn lại bị thần quang xuyên qua cơ thể biến thành một đám tổ ong vò vẽ cao vị thần ở trước mặt chủ thần gần như không có năng lực phản kháng nếu như không phải có pháp tắc vạn tượng của long nghĩ chồng chất gấp đôi cho dù là bốn ngự thú cũng rất khó đối đầu được với chủ thần đám người nghịch huyết thương phượng thờ ơ lạnh nhạt khi thấy các cao vị thần bị giết chết trong lòng cao bằng ấn lạnh sợ rằng ba người này cũng hận không thể giết chết đối phương chỉ có điều bởi vì thực lực gần nhau cho nên mới không ra tay ta đi đối phó với tiểu tử này hai người các ngươi đi đối phó với tiểu gia hỏa kia nghịch huyết thương phượng xông về phía cao bằng được tùy tiện trong hư không xung quanh dâng lên ngọn lửa màu đỏ tươi ngọn lửa quấn quanh cao bằng vẫn không tắt trừ khi ngươi chết bằng không phượng diễm của ta vĩnh viễn sẽ không tắt nghịch huyết thương phượng quay đầu tránh né công kích pháp tắt tử vong bên kia ao lu đang chiến đấu ác liệt với diệp thế thanh dương và lôi hoàng đế vương lộc phượng diễm bám ở bên ngoài thân Cao bằng toàn lực thi triển pháp tắc thôn vệ áp chế phần lớn quy lực của Phượng Diễm. Nhưng cho dù đã bị suy yếu, nhưng Phượng Diễm cũng đốt cho tiểu hoàng gia tróc thịt bông. Ban đầu cơ thể tiểu hoàng mơ hồ hiện lên màu đỏ, càng về sau ánh sáng màu đỏ càng lộ rõ, chẳng khác nào một con vịt bị nướng chín. Nghịch huyết thương Phượng cũng không vội, chỉ không ngừng phóng thích Phượng Diễm thiêu đốt cao bằng. Thật ra ta muốn xem thử mai rùa này của ngươi cứng tới mức nào tiểu hoàng nhắm chặt hai mắt hai cánh tay giao nhau bảo vệ gương mặt mặc cho phượng diễm thiêu đốt da thịt bên ngoài máu màu đỏ sáng lấp lánh giống như mã não tiểu hoàng cảm nhận lực lượng trong cơ thể đang vững bước tăng trưởng hơi thở càng lúc càng đều đặn ngươi có thói quen này từ khi nào cao bằng không nhịn được hỏi không nhớ rõ nữa đánh nhau nhiều năm như vậy rồi cái gì mà lửa điện cao bằng ta nói nhỏ cho ngươi nghe lửa này tuy uy lực lớn nhưng không tính là đau nhất đâu. Mà không chỉ có ta, đám bàn đại hải, tịch sư, long nghĩ, à mà A Xuẩn thì không tính, gia hỏa kia chỉ xước chút da cũng sẽ khóc rất lâu. Tiểu Hoàng nhận ra cảm xúc của Cao Bằng thay đổi, lập tức cười ngây ngô. Thật xin lỗi. Cao Bằng muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy mình nói nữa thì có vẻ già mồm, nhưng không nói thì rất quất nhẹn. Cao Bằng, nếu ngươi cảm thấy băn khoăn, vậy chờ trận chiến này đánh xong rồi sau này ngươi hãy hợp thể chiến đấu cùng chúng ta đi bàn đại hải cười hắc hắc nói đến lúc đó ngươi cùng đồng cam cộng khổ với chúng ta được cao bằng hít một hơi khí lạnh chờ lát nữa ta nhất định phải đập chết con phượng hoàng kia cao bằng nghiến răng nghiến lợi hung hãn nói nhóc con ngươi đã kế thừa sức mạnh tối cường của chúng ta đánh bại tên kia dễ như trở bàn tay bàn đại hải bắt đầu nhẹ giọng hơn nếu ta đột phá được chủ thần lão tử chỉ cần búng tay một cái là có thể đánh nổ con chim sẻ này rồi bàn đại hải phách lối nói sinh tử luân hồi vạn kiếp thích ách bên kia diệt thế thanh dương và lôi hoàng đế vương lộc liên thủ thi triển ra một chiêu kinh khủng trên bầu trời sấm sét màu xanh và màu lam cuốn lấy nhau màu xanh ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cuồng bạo còn màu lam ẩn chứa tính chất chữa trị hai sức mạnh hoàn toàn tương phản giao nhau hủy diệt và trùng sinh không ngừng luân hồi tạo thành một cổ hấp lực cực kỳ cường đại chớp mắt lôi vòng luân hồi đã rơi xuống rầm 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 ao lu lập tức bị biển sét bao phủ các ngươi quá chậm chẳng biết từ khi nào ao lu đã xuất hiện trên lưng nghịch huyết thương phượng lo lắng nhìn cao bằng bị phượng diễm bao vây ao lu khép hai tay trước ngực tựa như hai thanh đao giải phẫu cắt một đường chính xác vào cổ nghịch huyết thương phượng. Sau đó nó kéo mạnh ra ngoài, cực quan màu lam sáng lấp lánh. Tinh thần quan thần chiến. Thần quan bùng lên. Nghịch huyết thương phượng bị chém đứt đầu. Phượng Diễm vẫn luôn thiêu đốt cũng từ từ biến mất. Cao bằng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ao lưu một cách khó hiểu. Không cần cảm ơn, chúng ta là bạn. Ao lưu nhàn nhạt gật đầu như một tiểu tướng quân. Sau đó, nó tiếp tục phóng đi đối đầu với đám diệt thế thanh dương muốn đoạt đầu người sao cao bằng rất ưu thương cảm giác bao nhiêu khổ nạn mình vừa phải nhận vừa rồi là vô ích trên mặt đất xác của nghịch huyết thương phượng đột nhiên bùng cháy tiếng phượng gáy to rõ từ trong ngọn lửa vang vọng trong ánh mắt vui mừng của cao bằng nghịch huyết thương phượng đầy máu phục sinh ngươi sống lại rồi sao cao bằng thân thiết hỏi cảm giác được cao bằng có vẻ thực sự vui mừng nghịch huyết thương phượng khá bất ngờ tên này bị mình đốt cho choáng váng rồi sao sức mạnh hiện giờ chắc cũng đủ cao bằng ước lượng nắm đấm của mình đối diện là nghịch huyết thương phượng không thiện về cận chiến đây là đặc điểm của ghen chủng tộc ngươi có bao giờ thấy mấy con chim giỏi cận chiến không cao bằng xông tới trước người nghịch huyết thương phượng vung một đấm trước người nghịch huyết thương phượng ngưng tụ hỏa long quyển cuốn về phía cao bằng xuyên qua hỏa diễm nắm đấm đang bị thiêu đốt dán mạnh vào mặt nghịch huyết thương phượng vừa rồi đốt có đã không cao bằng nghiến răng nghiến lợi hỏi nghịch huyết thương phượng ầm nắm đấm rắn chắc nện mạnh vào mặt nghịch huyết thương phượng một đấm hai đấm ba đấm nắm đấm giáng xuống như gió tác mưa rào mỗi một quyền nện xuống đều khiến nó choáng váng nghịch huyết thương phượng kêu thảm. Tiểu hoàng ở trong ngọn lửa như một chiến thần, mặc cho hỏa diễm đốt cháy thân thể nó vẫn thờ ơ, giao cho ngươi. Cao bằng nói với tiểu hoàng thông qua huyết khế. Chủ yếu là bị thiêu đau quá, không hoạt động mạnh được. Tiểu hoàng trưởng quản thân thể, nhận lấy động tác lúc trước của cao bằng, nghịch huyết thương phượng bị tiểu hoàng đè bẹp dưới đất không thể động đậy. Về kỹ năng ép chim thì tiểu hoàng khá là có kinh nghiệm quyền quyền đến thịt, tiếng vang nặng nề quanh quẩn trong không khí. Mới đầu nghịch huyết thương phượng còn có thể giải dụa, sau đó thì không chống cự nổi nữa. Đầu của nó càng lúc càng dẹp, một bãi máu tươi chậm rãi chảy ra. Như một quả bóng rổ biến hình. Từng quyền của tiểu hoàng nện xuống đều đấm lõm đầu nghịch huyết thương phượng. Diệt thế thanh dương quan sát cuộc chiến từ bên này, thấy nghịch huyết thương phượng bị áp chế thảm đến như vậy thì sợ ngây người. Cái gì thế này? một vị chủ thần còn không đánh lại được một cao vị thần sao. Diệt thế thanh dương mất tập trung bị ao lưu thừa cơ đánh trúng đỉnh đầu, thiếu chút nữa thì bị đánh lệch cả sừng. Bên kia, nghịch huyết thương phượng phát hiện mình khó thoát khỏi kiếp này, bèn đưa ra lời nguyền rủa cuối cùng, phượng diễm vĩnh viễn không dập tắt. Cả đời này ngươi hãy trầm luân trong hỏa diễm của ta, ta muốn cả đời ngươi đều đau khổ. Nghịch huyết thương phượng oán độc nói nghịch huyết thương phượng bị đánh vỡ đầu một lần nữa, cuối cùng đã không thể phục sinh. Năng lực phục sinh của nó cũng bị giới hạn thời gian, trong một khoảng thời gian ngắn nó không thể phục sinh liên tục được. Nhìn thấy cảnh này này, Cao Bằng thở dài một hơi nhẹ nhõm, tiểu hoàng, năng lực bị động này của ngươi dùng thật tốt. Tạm được. Tiểu hoàng lo lắng hỏi, vấn đề là bây giờ quanh thân ta đều là lửa, làm sao giải thích với tiểu diễm được? Không sao, Ta nghe giọng của nghịch huyết thương phượng thì đoán là một con đực. Cao bằng an ủi tiểu hoàng. Thật sao? Thật. Vậy là tốt rồi. Tiểu hoàng nhẹ nhàng thở ra. Nếu tiểu diễm càng tức giận hơn thì phải làm sao? Bàn đại hải yếu ớt hỏi. Không sao, ta sẽ giải thích giúp ngươi. Chúng ta tới giúp ao lưu giải quyết hai tên gia hỏa kia đi. Cao bằng nói với tiểu hoàng không vấn đề gì cao bằng ngươi hãy xem ta đại phát thần uy tiểu hoàng đắc chí vừa lòng nói diệt thế thanh dương và lôi hoàng đế vương lộc liếc nhìn nhau không nói hai lời chia đường bỏ chạy giữ lại núi xanh không lo không có củi đốt chúng ta mỗi người đuổi theo một tên ao lu đuổi theo diệt thế thanh dương mạnh hơn một chút để lại lôi hoàng đế vương lộc cho cao bằng gia hỏa này chạy nhanh quá không thể đuổi kịp nó được cao bằng nhất cả trứng. Trong số bốn ngự thú hợp thể thì không có con nào thiện về tốc độ hết. Nhưng điều duy nhất mà hắn cảm thấy may mắn là, tuy lôi hoàng đế vương lộc chạy nhanh nhưng cũng không vượt quá sức tưởng tượng. Ngươi quay về đi. Lôi hoàng đế vương lộc quay đầu lại nói, ngươi không nên đuổi theo ta, ngươi sẽ không đuổi được ta đâu. Mẹ nó chứ, gia hỏa này. Thấy vẻ vô sĩ của lôi hoàng đế vương lộc, Cao bằng nhịn không được chỉ muốn đánh nó. Quá vô sĩ rồi. Ngươi mau về đi thôi, cùng lắm là lần sau ta không đánh với ngươi nữa. Lôi hoàng đế vương lộc lớn tiếng nói. Ha ha. Cao bằng cười lạnh đáp trả. Bịch. Đột nhiên lôi hoàng đế vương lộc té ngã trên mặt đất. Không hiểu tại sao ao lưu lại xuất hiện trước mặt lôi hoàng đế vương lộc. Không phải ngươi đang đuổi theo thanh dương sao? lôi hoàng đế vương lộc cực kỳ sợ hãi người muốn nói tới nó à ao lu trảo một cái vào hư không lấy ra một cái đầu dê đẫm máu rồi ném xuống đất giải quyết xong hai tên này đột nhiên ao lu biến sắc sao vậy ao lu phụ vương hắn đây là lần đầu tiên cao bằng nhìn thấy sự khủng hoảng trong mắt ao lu đừng nghĩ lung tung cao bằng an ủi ao lu chủ nhân đột nhiên a ngốc nói hình như lão sư ngài ấy chết rồi sao có thể nhiều chủ thần đi cùng như vậy cơ mà cao bằng không dám tin lão sư có để lại một đạo hồn ấn trong cơ thể ta hồn ấn nát rồi giọng của a ngốc hơi trầm xuống ta muốn đi tìm phụ vương đột nhiên ao lu nhảy dựng lên không kịp chờ đợi chạy vụt ra ngoài khi cao bằng và ao lu từ biên giới vị diện hải tiến vào hư không hỗn độn đột nhiên một trái tim to lớn phiêu phù giữa hư không, từ trong trái tim có vô số xúc tu vương ra bốn phía. Một làn sóng năng lượng màu đỏ sậm từ trong cơ thể chung kết chi nguyên tỏa ra ngoài, vòng bảo vệ bên ngoài cửu thiên thập địa bị chấn vỡ. Cao bằng có thể cảm giác được sóng lực lượng trong chung kết chi nguyên có thể gọi là mênh mông vô tận. Ngươi có thể thay đổi kết cục. Đột nhiên, một loạt chữ màu lam hiện ra giữa hư không. Cao bằng chớp chớp mắt, đột nhiên rùng mình đây không phải kim thủ chỉ của mình sao ngươi nói cái gì thực ra đây là số mệnh của ngươi dòng chữ thay đổi ta nhổ vào ta không tin số mệnh cao bằng nỗi giận mắng ta có thể đi tới hôm nay đều là tự mình bước từng bước một bản thân ngươi có tin vào điều này không chính ngươi cũng không tin ngươi là một kẻ tự biết mình trên thế gian này chưa bao giờ có bữa cơm trưa miễn phí ngươi có được nhiều như vậy đương nhiên ngươi cũng phải nỗ lực trả một cái giá tương ứng cao bằng há hốc miệng đột nhiên không biết nên nói cái gì câu nói này đúng là không sai không có bữa cơm trưa nào miễn phí dù thế nào ngươi cũng phải trả một cái giá lớn ta phải bỏ ra cái giá lớn gì cao bằng thàn giọng hỏi tất cả mọi thứ ngươi có nhưng vì sao lại là ta tâm cao bằng loạn như ma bởi vì ngươi rất đặc biệt. Rất đặc biệt. Cao Bằng cười khổ, Cao Bằng, đến lúc đó chúng ta cản cho ngươi một lát, để A Xuẩn đưa ngươi rời đi. Ngươi chạy được bao xa thì cố mà chạy. Đột nhiên bàn đại hải lên tiếng. Chủ nhân, nhất định ta sẽ bảo vệ ngươi. A Ngốc kiên định nói. Cao Bằng trầm mặt thật lâu mới đáp lại, không cần, bao năm nay vẫn luôn là các ngươi bảo vệ ta, Mặc dù ta là ngự sử, các ngươi là ngự thú, nhưng ta luôn cảm giác mình như một kẻ ăn bám vậy. Cao Bằng thì thầm. Cao Nguyệt Nguyệt, ta không bảo vệ ngươi thì ai bảo vệ ngươi? Tiểu Hoàng vội nói. Nếu các ngươi về được, thay ta nói với ông ngoại rằng, điều ta hối hận nhất là không thường bồi bạn ở bên người ông. Cao Bằng buồn bã nói, sớm biết có chuyện này, ta sẽ không chạy loạn mà đã ở trong nhà bồi bạn với ông ngoại. Cao Bằng Đám bàn đại hải và tịch sư nghe được trong giọng nói của Cao Bằng có gì đó không ổn. Cuối cùng, ta muốn nói rằng, ta cực kỳ không hối hận khi quen biết các ngươi. Ha 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 ha. Cao Bằng nói với Kim Thủ Chỉ trong đầu, ta nghĩ, có thể ta biết ngươi là ai. Kim Thủ Chỉ trong đầu không trả lời. Chắc hẳn ngươi là tập hợp thể ý chí của các thế giới, giống như thế giới bản nguyên, nhưng ngươi viễn siêu bọn chúng. Ngươi là tập hợp thể của tất cả các thế giới trong toàn bộ vũ trụ. Cho nên, chỉ cần là quái vật đã từng xuất hiện trên thế giới này, ngươi sẽ đều có trong bộ nhớ, vì vậy ngươi cũng biết rất rõ làm sao để chúng tiến hóa. Nhưng ngươi lại không có dữ liệu về các quái vật chưa từng xuất hiện trong thế giới này, giống như quái vật ta dùng ma huyễn chi não tiến hóa sẽ do chính ta đặt tên." Cao Bằng bình tĩnh nói, "Mà mục đích ngươi đưa kim thủ chỉ cho ta là vì muốn đối phó với chung kết chi nguyên phải không?" kim thủ chỉ không trả lời nhưng mà nếu ngươi có thể tự đối phó với chung kết chi nguyên thì cần gì phải mượn tay ta chẳng lẽ điểm quan trọng nhất để đối phó với chung kết chi nguyên là ở ta sao cao bằng tự lẩm bẩm ngươi nói ta phải trả giá tất cả nói cách khác điểm quan trọng nhất để hủy diệt chung kết chi nguyên là ở ta chung kết chi nguyên càng khuếch tán lớn hơn toàn bộ không gian nguyên tố lôi đều bị thôn phệ tựa như một cái lỗ đen khổng lồ sừng sững giữa tinh không một vài tinh cầu tựa như bụi bặm bị nuốt vào trong đó chung kết chi nguyên nở to dần đã tới gần cửu thiên thập địa thậm chí đã sắp chạm tới biên giới vị diện hải phù cao bằng thở dài một hơi khuôn mặt hiện lên một nụ cười phức tạp ngươi nhớ kỹ cho lão tử lão tử không hy sinh vì ngươi cao bằng hung dữ nói hắn vừa hạ quyết tâm thì chợt cảm thấy cả cơ thể mình đều bị móc sạch tan thành vô số quan điểm lộng lẫy hư không bị đông cứng bên trên chung kết chi nguyên hiện ra một con mắt màu tím vô cùng to lớn chung kết chi nguyên đã lớn gần bằng một đại vị diện nhưng khi so với con mắt này lại vô cùng nhỏ bé ánh sáng màu tím thông thiên triệt địa quét sạch tất cả dưới ánh sáng màu tím chung kết chi nguyên phản kháng mãnh liệt nhưng chỉ như chiếc thuyền nhỏ bên trong thủy triều. Dù chung kết chi nguyên liều mạng chống cự, nhưng thực lực giữa hai bên không cùng một cấp bậc. ầm ầm, Chung kết chi nguyên vỡ nát, tựa như một pho tượng thủy tinh tinh xảo bị đập nát, nổ tung thành vô số mảnh vỡ lộng lẫy bay khắp trời. Không gian vỡ vụn, tựa như cành liễu phất phơ theo gió tiếng khóc đứt quảng quanh quẩn khắp thiên địa. Cao bằng hoàn toàn biến mất không thấy tung tích, chỗ cũ chỉ còn lại một đám ngự thú mờ mịt. Đại tử giật nảy mình, sau đó điên cuồng đi tìm Cao Bằng, ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Sao lần này hợp thể xong lại không thấy người đâu nữa rồi? Có phải Cao Bằng đang chơi trốn tìm với chúng ta không? Sao đột nhiên hắn trở nên ngu xuẩn y như A Xuẩn vậy? Cứ thích chơi trò trẻ con này. Đại tử thở phì phì nghĩ ngợi. Trắc, trắc, trắc. Một lần nữa, các mảnh vỡ bay múa giữa hư không? Đại tử và đám tiểu hoàng giật nảy mình tràn đầy mong đợi nhìn sang. Nhưng chỉ thấy các mảnh vỡ giữa không gian ngưng tụ thành một quả cầu pha lê, bên trong đó trống rỗng, chẳng có gì. A à Xuẩn, ngươi đang làm gì đấy? Đại tử tức giận. Sao đến lúc này rồi mà A à Xuẩn còn ngớ ngẩn như thế? A à Xuẩn khẽ run lên, khóc lóc giải thích, ta, ta chỉ muốn thu thập một chút hương vị của Cao Bằng, sau này nhớ hắn có thể vụng trộn ngửi một chút. Hai mắt đại tử đỏ lên, Cao Nguyệt Nguyệt vẫn còn ở đây. Ngươi ngửi cái gì mà ngửi? Đưa cầu pha lên cho ta, ta giữ cho ngươi. Nói xong, đại tử chuẩn bị lấy cầu pha lê không gian. Ánh bạc lóe lên, A Xuẩn ôm theo quả cầu pha lê né ra, ta không có ngu đâu. Ngươi đưa cho ta. Cao bằng là của ta. Con ngươi đại tử co rút lại chỉ còn một đường kẻ sọc, mở tất cả cánh ra, nhìn chầm chầm vào A Xuẩn. Được rồi. A ngốc khàng giọng lên tiếng, đến lúc này rồi mà các ngươi vẫn còn cãi nhau sao? Giọng nói của A ngốc khá lạnh lùng, lòng bàn tay hóa thành hồn thể lục loại thứ gì đó trong hư không? Đồng thời, pháp tắc linh hồn và pháp tắc vong linh cũng được thi triển, dù có chết nó cũng muốn phục sinh lại chủ nhân. Pháp tắc tử vong hóa thành thực chất, từng sợi xiền xích pháp tắc lộn xộn ngổn ngang giao thoa giữa hư không. Trong hốc mắt A ngốc, hỏa diễm không ngừng nhảy lên pháp tắc tử vong nghịch chuyển âm dương từng cái bóng mơ hồ bồi hồi giữa hư không dường như bọn chúng bị thứ gì đó hấp dẫn chậm rãi bay tới a ngốc nhanh chóng nhìn quét bốn phía không có không đúng vẫn không phải vì sao lại không có hỏa diễm trong hốc mắt a ngốc lại càng cháy dữ dội hơn đột nhiên nó vung tay phải lên tất cả những cái bóng trong hư không đều bị xé tan tành chủ nhân không có ở đây vì sao các ngươi vẫn còn vết tích đây là lần đầu tiên đám tiểu hoàng nhìn thấy a ngốc phát điên chúng nhịn không được lùi lại hai bước vậy chúng ta phải làm sao bây giờ tiểu diễm luống cuốn chân tay cực kỳ bối rối nó cảm giác bất an mãnh liệt nó chưa bao giờ trải qua cảm giác thế này mất đi người để dựa vào mất đi cây cột chống trời trong tâm linh cảm giác này khiến nó hoảng sợ khiến nó bất lực Giống như ngọn núi lâu nay nó vẫn dựa vào đột nhiên sụp đổ. Không có. Cái gì cũng mất rồi. Chỉ còn mình nó lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững trong gió lạnh, đưa mắt nhìn bốn phía tất cả đều là vết thương. Tên trọc chết tiệt, chúng ta đi đâu đây? Không còn chủ nhân, theo bản năng tiểu Diễm dính chặt vào Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng thực sự biến thành một con vịt ngốc rồi, cứ ngây ngẩn đứng đó, không nghe được cái gì nữa. Không biết tiểu hoàng ngay ra từ xưa tới giờ nó đều đi theo cao bằng cao bằng đi đâu nó theo tới đó khi nó còn rất nhỏ thì cha mẹ đã bỏ nó đi cho nên trong thâm tâm nó vẫn coi cao bằng như cha mình cao bằng không có ở đây ta còn có thể đi đâu đột nhiên tiểu hoàng nói chúng ta đi tìm cao bằng đi tiểu diễm hỏi tiểu hoàng làm sao tìm được cao bằng quỷ kế đa đoan như vậy khẳng định là vẫn còn sống tiểu diễm nói với tiểu hoàng một lần nữa đấu chí lại dâng lên trong mắt tiểu hoàng khẳng định cao nguyệt nguyệt vẫn còn sống cao bằng cao bằng ngươi lại không cần ta nữa a bang tự lẩm bẩm có phải a bang không nghe lời nên ngươi tức giận rồi không ta muốn đi tìm phương pháp phục sinh cho chủ nhân a ngốc kiên định nói khẳng định chủ nhân có thể phục sinh tử vong tuyệt đối không phải kết thúc Dứt lời, A Ngốc xoay người bỏ đi. A Ngốc. Đại tử hô. A Ngốc dừng bước lại, chần chừ một chút nhưng không quay đầu lại, dần đi xa. Sau trận chiến cuối cùng, linh tộc trải qua tai kiếp chung kết chi nguyên đã bị tổn thương thảm trọng, nhân tộc thừa cơ cuộc khởi. Những tồn tại đứng đầu của cửu thiên thập địa đã biến mất, tộc đàn thần thú mất đi chế ước đã bạo phát một vòng chiến tranh mới tranh giành tài nguyên. Để tránh né chiến loạn, linh tộc trốn đến trái đất, sau đó bị nhân tộc dung hợp. 500 năm sau, nhân tộc phát triển ở vị diện hải đã lâu, trưởng thành thành một quái vật khổng lồ, do người nhận chức tổng đốc liên bang đầu tiên kỹ hàng vũ dẫn đầu đánh thẳng vào cửu thiên thập địa. Nhân tộc đã phát triển đến một thời kỳ hoàng kim. Tổng đốc đại nhân, quân đoàn ngự thú thứ ba đã chiếm lĩnh Bách Hồ Chiếu Trạch thành công, hàng phục được tộc quỷ xa. Tổng đốc đại nhân, đế lữ bối tinh viên ở Nam Kỳ Sơn đã bị tử đại nhân tru diệt. Từng phong từng phong chiến báo không ngừng được đưa vào trong phòng tổng tác chiến. Một người đàn ông với mái tóc trắng như tuyết chậm chậm đứng dậy, đôi mắt sắc bén trầm ổn như mắt ưng nhìn chăm chú vào sa bàn. Đầu ngón tay bắn ra một viên bi thép nhỏ, đập ngã lá cờ màu lam cuối cùng trên đó. Khuôn mặt băng lãnh hơi dịu đi một chút. Rất tốt, thành công chiếm được chiến khu đông bộ, nhưng cũng không thể chủ quan, cẩn thận đám tộc quần thần thú khác phản công đúng rồi đêm nay tổ chức tiệc ăn mừng cho các tướng sĩ đi ngoài những bộ phận phòng thủ quan trọng ra tất cả mọi người đều tham gia rõ đêm ấy sao sáng đầy trời trên thảo nguyên dưới bầu trời đêm từng đống lửa cháy hừng hực các tướng sĩ vây quanh đống lửa thỏa thích chúc mừng nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt trong một góc tối không người trên một gò núi không ai dám lại gần, một con vạn sĩ thiên long với bộ giáp dày màu vàng kim đang nằm sấp, gió đêm thổi tới, thiên long uy vũ như thần linh hơi rụt rụt thân thể, buồn bã nhìn sao trên trời. Đến khi các tướng sĩ mệt mỏi quay về lều vải nghỉ ngơi, đại tử vẫn nằm rạp ở đó, ngửa mặt nhìn trời. Đột nhiên, nó nhớ lại lần đầu tiên gặp Cao Bằng. Nó bị giam trong hộp thủy tinh, lo lắng, bất an trốn sâu trong hộp. Một đứa bé trai tò mò lại gần rồi bị dọa chạy. Hoa. Một con rết màu tím thật to. Đây là người bạn mới trong nhà ta đấy, con đặt tên cho nó đi. A, à, con sao? Con không biết đặt tên. Nhưng con cũng nên học cách đặt tên đi thôi. Vậy gọi là Đại Tử đi. Được, vậy gọi là Đại Tử. Nữ chủ nhân dịu dàng nói. Đại Tử, ta không có cha không có mẹ bọn họ không cần ta nữa rồi đứa bé trai ôm hộp khóc ròng ròng họ không cần ta nữa ngươi đừng bỏ ta đi nhé cậu bé chùi cỏ nước mắt nước mũi lên hộp thủy tinh trong hộp con rết rung rung cặp trâu. nó cảm thấy tên nhóc này thật là ngốc sau đó sự thật chứng minh tên nhóc này ngốc thật đi ngủ cũng đá tung chăn mền mình thường xuyên phải dậy đắp lại cho hắn cuối cùng ta đã sống thành bộ dáng giống hệt ngươi Ta học được cách ngươi sờ cầm, ta học được cách ngươi ho khang, ta cũng học được ngáy ngủ giống ngươi. Nhưng ngươi ở đâu vậy, cao bằng? Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Trong rừng, ba người trẻ tuổi điên cuồng chạy. Thi thoảng họ còn lo lắng quay đầu lại nhìn quanh. Một cái bóng đen to lớn từ sau lưng ập đến, đụng đổ không biết bao nhiêu đại thụ. Trốn không thoát rồi, làm sao chúng ta có thể chạy khỏi thủy đầu lan được? một tên mập trong ba người như đưa đám vẫn còn cơ hội chân trái con thụy đầu lan này bị thương mập mạp ngươi phải cố lên một chút nữa đừng từ bỏ phúc tức phúc tức đột nhiên có tiếng động kỳ lạ vang lên chỉ thấy ánh sáng bạc lóe lên một cái thụy đầu lan đuổi sau lưng đột nhiên bị chặt đứt đầu ngã xuống đất a à. đám người phàm ngu xuẩn kia chúc mừng các ngươi đã được a xuẩn đại nhân vĩ đại cứu giúp một con sứa lóng lánh ánh bạc từ trên trời giáng xuống không đợi bọn hắn gọi ta xuẩn đại nhân con sứa đã nói tiếp nhưng ta cũng không cứu người không công được ta cứu các ngươi cũng phải trả giá thật lớn tiếng con sứa quanh quẩn trong rừng cây ba người căng thẳng cậu bé đứng giữa nắm chặt nắm đấm rồi đứng ra nếu phải đổi lại cái gì ngươi cứ đòi ta đây không 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 ta không muốn ngươi ánh bạc lóe lên mập mạp kinh hô một tiếng rồi bịt miệng túi không thấy nước trái cây nữa rồi hừ ta đã lấy thù lao rồi các ngươi đi đi a à, xuẩn ôm nước trái cây hít hít một hơi chật chật miệng vẫn là mùi vị quen thuộc ấy đột nhiên nhớ tới thứ gì đó thật tuyệt vời con sứ trôi nổi giữa không trung lâm vào hồi ức tươi đẹp chuyện đến đây là hết xin cảm ơn các đạo hữu đã đồng hành cùng tiên hiệp audio trên kênh còn nhiều bộ truyện hấp dẫn cho các đạo hữu lựa chọn, mong mọi người luôn ủng hộ kênh. Kính chúc các bạn một ngày vui vẻ.